nghĩa, nhận xong rồi phải học cho giỏi hơn nghe. Để mà đứa nào học giỏi là sang năm được xe hơi chứ không phải xe đạp đâu. Được không? Rồi, bây giờ là đầu tiên á, là có bốn cái xe đạp. À, thì cháu nào cô giáo sẽ đọc tên thì cháu lên, xong rồi xin mời các mạnh thường quân mình đọc tên thì các mạnh thường quân lên. Thì một cái xe đạp và một cuốn tập và một cái bịch xúc xích ăn tại chỗ luôn nha. Mười quyển tập, mười quyển tập.